Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Đẹp quá quý cô chú, anh chị ơi. Dạ, hôm nay em xin phép chia sẻ thêm giá bán một số cặp niền và giá bán một số lớp xe nữa ạ. Cặp niền ma viết cừ carbon. Bốn mươi t 700 c, niền này sử dụng vỏ không ruột cả, giá bán là 30.200.000, niền còn mới à. Niền ma viết cừ 700 c, niền này sử dụng vỏ có ruột, giá bán là 21.700.000 ạ. Niền đu lắc. Bảy trăm c 11 tóc, giá bán là 15.300.000. Mai viết cừ, Meyer Carbon luôn, cầm la hẹ rất là to. Cặp niền này nhìn thấy cứng cáp dễ sợ luôn. Bảy trăm c 11 clip, niền sử dụng vỏ có ruột cả, giá bán là 10.900.000 mà. Có vẻ cối nổ to lắm. Niền này sử dụng phanh đĩa, xài vỏ ruột rời, giá bán là 8.700.000. Cặp niền này carbon ạ, còn mới quá, ma viết cừ. Giá bán là 39.000.000 ạ. Niền sử dụng vỏ không ruột, giá bán là 28.000.000 ạ.
miền Carbon. Bên trên này treo rất là nhiều niềng nhôm luôn. Dạ, quý cô chú anh chị, xem coi có cần cặp nào thì xin chụp hình gửi qua Zalo cho em ạ. Nhiều dữ lắm luôn, nhưng giá cũng rẻ tiền chứ không có đắt lắm. Niềng nhôm nhiều dữ lắm luôn. Nhưng không biết quý cô chú anh chị và các bạn cần niềng nào để lấy xuống quay kỹ. Nếu mà lấy từng cặp xuống quay chắc là lâu dữ lắm. Em thấy lớp xe ma viết cừ cũng rất là nhiều luôn. Dưới này quá chừng luôn. Bảy trăm nhân 23 C. Giá bán 650.000 ạ. Bảy trăm 23 C rất là nhiều luôn. Bảy trăm nhân 28 C, 26 nhân 1.25, giá bán là 840.000. Lớp Continental, giá bán là 760.000 ạ. Taiwan. Hai trăm 80.000 một cái này. Lớp 732 C Maxit. Giá bán là 340.000.
26 nhân 1.95 giá bán 400.000. Lớp 29 nhân 2.10 giá bán là 650.000 ạ. Giá cũ của lớp này thầy cũng có dán bên đây, giá cũng cao ghê, tính thuế luôn là 1.400.000 ạ. Lớp này giá bán là 1.580.000 một cái này ạ. Ống bơm xe đạp giá bán là 450.000 ạ. Còn trong hộp này là mũ bảo hiểm chính hãng của Italy. Giá mới của nó bao gồm thuế luôn là 9.900.000 ạ. Mà bây giờ bán lại 4.300.000. Mũ này dành chạy cho xe tính giờ rồi. Mũ này cũng đẹp lắm. Ôi ôi, lần đầu tiên mới biết cái cây yên thục này luôn á. Dạ, đây là cây yên thục bằng hơi ạ. Bơm hơi vào trong này. Sau đó rồi, mình bấm cái cần này nó tự động nó thục lên. Cột yên thục này muốn tăng đưa lên xuống thì phải bơm hơi vào, có đủ hơi thì mới bấm thục lên thục xuống được cả. Hay quá. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có cần yên thục này thì cứ alo em qua Zalo nha. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.